biết có nên hỏi không, có cho thì hỏi. Hỏi đi, không được cắt có gì đâu. Có mì gái không? Có mì gái không? Cái đẹp mê nha. Thích, thích chứ có mê nha. Hello, hello, hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Selena Trân Đài. Hôm nay Trân Đài đi photoshoot chụp hình với một người rất là đặc biệt. Đó là top 8 Miss Earth nam em. Mọi người cùng theo chân Trân Đài nha. Hôm nay là một ngày chắc là rất là đặc biệt đối với Trân Đài đây, bởi vì Trân Đài chụp với là Hoa hậu trái đất nam em. Mọi người cùng theo chân Trân Đài nào. Mọi người thấy người đặc biệt kia chưa? Đó là người đặc biệt phía bên kia kìa. Đó, nam em hôm nay Trân Đài rất là vinh dự khi được nam em mời chụp một bộ ảnh cùng với nam em. Thì mọi người xem cái video hôm nay nha. Xin chào mọi người, mình là nam em. Rất vui được gặp mọi người trong YouTube của chị Trân Đài. Là stylist Duy Dương, stylist bậc nhất Sài Thành, stylist bậc nhất Sài Thành. Anh Duy Dương đang giúp Trân Đài đeo bông. Cảm ơn anh Duy Dương. Cảm ơn Trân Đài, Trân Đài đã nhận lời tới đây nè. Chị này đang giúp Trân Đài làm tóc, làm tóc xong sẽ vô set chụp. Hồi xưa em không có tự tin chị, em sợ cái giấy lắm, để mái tóc không có được. Cái sau này em nói chỗ em có cái này lạ quá ha, cái này đẹp quá. Cái xoáy này là của người tài đó. Có cái cô chủ tịch của công ty Pepsi á, cô có cái xoáy này nè. Mà chị kêu cạo đi hay là chị lúc mà làm tóc thì làm mất đi được không, cái cổ không chịu. Nhưng mà em bây giờ là em nghĩ cái đó là cái signature của em, cho nên là em không cạo đâu. Tại vì nó lạ. Giống như phim Tạo á, trong phim Kiếm Hiệp. Kiếm Hiệp đó, người kia. Bây giờ Trân Đài sẽ ra set quay, mọi người theo chân Trân Đài nha. Em cảm ơn chị, trời thấy không? Chết rồi đó, lâu nói chuyện make up quên, cảm ơn chị luôn. Được nha. Rồi hai chị em xích lại nhau xíu. Đúng rồi. Bị đuổi không cho chụp ở ngoài đường đi hành lang trắng đó, đẹp xuất sắc mà tự nhiên bị hơi bị quê, hơi bị quê. Quê thiệt, chưa chụp luôn á, chưa được tấm nào luôn. Mới đứng ra chưa kịp tạo hình. Anh chị ở đây vừa chụp vừa đây luôn hả? If I could go back and make things right, I would have. Chụp xong rồi tới chị chụp tiếp. Nóng quá à. Nóng quá, bị tụt mút luôn á. Đây là trang phục thứ hai rồi mọi người. Mọi người thấy trang phục này có đẹp không? Đây là của nhà thiết kế Hoàng Minh Hà.
và anh stylist Duy Dương hôm nay có mời trên đài chụp hình chung với Nam Em. Đài chụp riêng cho nào. Đó, phải cho dừng tóc lên nha. Đó, đó. Có thấy gì em qua không có thấy rồi. Thấy là mẹ má. Tôi thấy rồi, nó bắt cười rồi đó. Dạ em da em không? Hả? Mọi người đều đi đứng liền. Có không? Có ăn luôn đó. Ăn liền luôn. Bây giờ em kiếm chỗ. Có trứng cút mà ăn không? Ăn đi. Thì... có hủ bò, như là không ăn hủ bò. Không biết ăn hủ bò. Em không ăn, bà nói em ăn bò trứng cút mà ăn cút không? Ăn đi, ăn đi. Cười ăn gai hả? Ừ. Oh my god, you, xin lỗi. Thằng anh chán với trứng ok. Ủa sao ăn chay vậy? Tại vì không không muốn ăn thịt. Sợ hả? Hay là thấy... Cũng không muốn sách sành, muốn ăn thịt. Ôi ăn khoai lang mệt chưa? Nãy giờ mệt chưa? Có ăn no mệt, có ăn no mệt. Có ăn no mệt. Hả? Ủa là sao? Bây giờ bánh tráng có được mời khoai lang no mệt. Bây giờ bánh tráng có được mời khoai lang no mệt. Vậy nè, ăn khoai lang đi cho bớt mệt nha. Người ta nói sáng ăn khoai, tối ăn khoai là vua nè. Không biết có không? Vì vậy, sáng ăn như vua, trưa ăn như dân, chiều ăn như hoàng. Đúng rồi. Là ăn khoai lang được rồi. Rồi ăn kiều thấp tối nữa. Ăn nhiều quá mập. Ăn vỏ, có ăn vỏ khoai lang không? Chị tính ăn ăn lột chị ăn. Nè ăn vỏ này đâu có sao. Không biết ăn vỏ, hay vậy thôi vậy mệt cho chị ăn không? Thôi bỏ cái đây đi. Bỏ đây đồ nhiều ăn. Nhiều vỏ quá nó dư sức sơ. Bỏ sơ. Đây sao bà ăn cái đồ ăn của bà nè. Em cầm chị. Không, chưa có ấy mà, chưa có ăn mà, đồ sạch mẹ. Thôi kỳ lắm. Ừ. Đồ ăn bỏ vô kỳ. Thôi là ăn là dột dột chứ. Đúng rồi mọi người. Làm YouTube chị. Làm YouTube YouTube chơi đỡ buồn, có fan nói chuyện với mình đỡ buồn. Xin những cảnh mình đó cho sau khi quay, sau khi chụp như thế nào nè, thích hơn. Không biết có nên hỏi không, có cho thì hỏi. Hỏi đi, không được cắt có gì đâu. Có mày gái không? Có mày gái không? Cái đẹp mê nha, thích thích cái bóng mê nha. Bộ ảnh thì thấy muốn gãi quá nè. Mọi người nhớ đó, đó là bộ ảnh này nha. Thì cứ coi không gãi nữa thôi. Hay là hẳn cũng nhớ gãi chứ biết nữa. Mời chị xem dài chụp hình mà không có thân. Không có thân. Có anh thì ra biết thân. Chỉ mặt ảnh thì mình đó. Nó thì tự nhiên ổng ngon hơn, mời được mừng quá chứ mời ai cũng cancel á. Mời bà chân dài
mà mắc cười rất xác định chụp hình mắc cười lắm nha. Đầu từng ấy là mình làm bộ ảnh này đi đẹp quá nè. Ok xác nè, trong vòng 3 ngày dập. Ông thì đã biết chuẩn bị chạy chạy đồ muốn đổi quần lên đầu luôn. Hay thôi quá là nhanh quá là gấp, nhưng mà được cái chị trên này ở ngoài đẹp quá xuất sắc, nhìn ở ngoài mà có một số ảnh chị chụp mà mặc một bộ đồ rất là chẹt chi với mình nói thì khi mình mà trai giác mình cũng yêu bà này luôn mà hơn mấy em gái nhìn thấy đẹp thích nha, nhiều khi cũng muốn gãy á, nhiều khi cũng muốn gãy á chịu không bất cỡ quá bất cỡ quá. Cảm ơn nam em đã mời Trân Đài, thì hôm nay Trân Đài rất là vui và vinh dự khi chụp hình chung với nam em ngoài năng lượng lắm mọi người ơi, năng lượng lắm, trong suốt cũng như ngoài suốt luôn nha, vui rất là vui luôn á. Ồ mà cho Trân Đài hỏi là nam em tại sao giống như là tự nhiên mỗi lần mà chụp hình gì mà serious khi mình nghĩ là nhìn không hợp phải không? Không có mà bà đang nhìn bà mặc một bộ đồ vest đi, mặc bộ đồ giống như là cô dâu chú rể vậy đó. Nó hơi mang tính chất tình cảm trong đó. Cảm ơn Trân Đài thật nhiều, đã tới với chương trình hôm nay. Chụp hình thật là đẹp với nam em. Cảm ơn nam em. Cảm ơn Trân Đài. Thank you. Thank you, Trân Đài. Thank you. I love you. Bạc bạc. Cảm ơn anh photo đã cho em bức hình đẹp. Cảm ơn anh Đại Dương. Cảm ơn Trân Đài. Còn cái chuyện mới, chị làm tóc rồi đó. Ôi, chị về, cảm ơn chị Cúc. Ok, bye mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video với Trân Đài nha. Và đừng quên like, subscribe cũng như comment cho Trân Đài nhiều hơn nữa để Trân Đài hit 100k subscribe nha mọi người. Bye. Cảm ơn Trân Đài, cảm ơn tất cả mọi người đã follow kênh YouTube của Trân Đài. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người rất nhiều. I love you, cảm ơn. Bye bye. Bye bye. Chị Cúc kìa, bye bye các bạn kìa. Bye bye.